các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là Andy đây. Khu vườn nhỏ như một trạm dừng chân, nơi bạn có thể ngồi ăn một chiếc bánh quy, uống một cụm trà. Và hôm nay intro lộn của tarot bánh quy. Ở đây mình kể cho nghe những câu chuyện tình yêu. Sau đó mình mix hai cái intro đó lại, xong rồi cái nó lên tung phèo luôn. Thì cảm ơn các bạn vì đã đến chơi và thấy được sự nhầm lẫn của mình như mọi khi. Thì hôm nay mình sẽ làm chủ đề là một tình yêu hàng giả của các bạn ha. Thì cái tình yêu này thì mình cũng không có mặc định là nó sẽ xảy ra lúc nào, với ai, kéo dài bao lâu. Nói chung nó chỉ là một cái tình yêu hạt dẻ nào đó thôi. Thì lâu rồi không ăn hạt dẻ nên thấy hay. Tụ 1, tụ 2, tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích ha, mình sẽ để đá vào sau. Xin chào các bạn trong tụ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Thì một tình yêu hạt dẻ của các bạn ha. Ba tiền, vua cóc với The Magician. Người yêu có vẻ là một người thú vị đó. Năng lượng của bạn này thì nó khá là dễ thương, tại vì được một cái là vừa giỏi mà vừa tốt tính á. Tại vì bạn này là một cái người thứ nhất mang năng lượng của vua cóc, thành ra bạn này chắc chắn phải là một người tương đối ý nhị. Cái tính thì nó sẽ hơi khó hiểu một chút, và nó sẽ hơi kiểu gọi là người nó tính dùng từ chữ khó đoán á, nhưng mà thật ra bạn này không phải là người khó đoán, mà là để nắm bắt bạn này, để hiểu được bạn này hoàn toàn là một cái gì đó nó vừa dễ mà nó vừa khó. Vua cóc bản chất là một người không có gọi là nói xạo. Xạo ở đây tức nghĩa là xạo sự. Họ có thể là một người che giấu cảm xúc, nhưng mà họ sống rất là thật với cảm xúc của họ. Nhưng mà nghe nó ngược nhau đúng không? Họ sống rất thật với cảm xúc của họ, nhưng mà họ lại thích che giấu cảm xúc của họ với người khác. Ví dụ như bạn hỏi họ có thích hay không, thí dụ như họ nghĩ là nếu mà bây giờ họ nói với bạn cái đó là thích á, thì bạn sẽ vui, thì họ sẽ nói là thích. Nhưng mà họ có thể không thích cái đó, nhưng mà họ sẽ nói thích, vậy là họ đang nói xạo. Nhưng mà họ, bởi vì họ hiểu cảm xúc của bạn và họ muốn làm cho bạn vui nên họ nói họ thích. Vậy thật sự cái lời nói đó là tốt hay là xấu, nó sẽ tùy người nha. Có người thì họ sẽ thích là nghe những cái lời ngọt ngào như vậy, có người thì họ lại thích sự thật. Thì đứng ở quan điểm của bạn thôi, bạn nhìn thì bạn thấy thích hay không thích thôi. Tại vì mình nói rồi, cái người này họ rất là để tâm tới cảm xúc của người khác và họ cũng để tâm tới cảm xúc của họ. Dĩ nhiên là có những lúc họ sẽ rất là nói thẳng với bạn, tại vì bài lên đề này có The Magician nữa, họ sẽ không có thích nói xạo nhiều đâu. Nhưng mà nó nằm trong một cái phạm trù nào đó gọi là những cái lời nói dối, gọi là white lies. Tức nghĩa là những cái lời nói dối mà nó không có mang tính sát thương hay là gây hại, hoặc là nhằm một cái mục đích có lợi cho ai hết. Lời nói dối vô hại á, nhưng mà nói chung thì nó vẫn là lời nói xạo á. Thì bạn này, cái tính của bạn đó thì như mình nói là một người rất là ý nhị, và bạn này cũng là một người rất là chủ động. Bạn này sẽ không có bị động đâu. Bạn này là một người chủ động, bởi vì bạn này có The Magician. Bạn này sẽ luôn biết là mình nên làm cái gì và luôn biết là mình nên không làm cái gì luôn. Tại vì nếu mà bạn này chỉ có mang cái năng lượng của vua cóc không á, thì bạn này sẽ rất là bị động, bị động hơn nhiều so với một cái vua cóc mà có mang năng lượng của The Magician ha. Bạn này còn bị ba tiền, hoặc là được ba tiền. Bạn này là một người rất là thích hợp tác và làm việc với người khác. Hợp tác và làm việc ở đây bạn hiểu theo công việc cũng được, bạn hiểu theo tình yêu cũng được. Tức nghĩa là một cái người rất là thích có những cái gì đó chung với cái người mà họ kết nối. Bản chất vua cóc cũng đã là một người thích kết nối với người khác rồi, nhưng mà đã thêm ba tiền, tức nghĩa là rất là thích học hỏi và trao dồi với người khác. Ở đây tức nghĩa là, nói một cách nhẹ nhàng thôi, là ví dụ như bạn nấu ăn, bạn này sẽ phụ.
sẽ gọi là xắn tay áo vào làm chung, cái tức nghĩa là bạn đó thích làm cái gì đó chung với bạn á, chứ không phải là gọi là học hỏi hay là cái gì, hiểu một cách đơn giản là thích làm cái gì đó chung với bạn, dù cái chung đó là cái gì cũng được. Giống như bạn nói là hôm nay em thích chạy bộ, ngày mai em thích đi bơi, cái nào làm được thì bạn đó sẽ làm. Hôm nay em thích đi mua áo, ngày mai nữa em sẽ đi chợ. Tức nghĩa là bạn này sẽ thích làm cái gì đó có trải nghiệm chung với bạn, dù cái trải nghiệm chung đó có thể nó sẽ không phải là cái sở thích của bạn đó, nhưng mà giống như mình nói, bởi vì bạn thích nên bạn sẽ làm. Và bạn này cũng ngược lại luôn nha, bởi vì bạn này làm những cái gì mà bạn thích nên bạn này cũng sẽ thích bạn làm những cái gì mà bạn đó thích nha. Tức nghĩa là phải có qua có lại, tại vì bạn này có thể vì người khác mà gọi là chiều lòng thì bạn này cũng rất là mong người khác vì bạn đó mà chiều lòng. Chứ nếu mà bạn nói là ông nội này hay là bà nội này tốt ghê, gì cũng chịu, gì cũng nhường, gì cũng theo mình là không có nha. Bạn này có thể giống như là ok hôm nay mày mày thích đi chợ, ta sẽ đi chợ với mày. Nhưng mà ngày mai ta thích đi mua mua sách, nhưng mà bản thân bạn lại không thích đọc sách, thì bạn này sẽ kiểu giống như là ta vẫn sẽ rủ, bởi vì tao thấy cái đó là một cái niềm vui của tao, tao muốn chia sẻ niềm vui đó với mày. Nhưng mà giống như nếu mà mày nói là không, tao không thích đọc sách, tao không đi, mày đi mình đi là rồi đó. Tức nghĩa là bạn này sẽ hơi kiểu không hài lòng lắm, nhưng mà bạn này cũng sẽ không miễn cưỡng kéo bạn đi theo, tại vì nó sẽ làm cho bạn này mất vui. Tại vì nhưng mà bạn này sẽ không thích cái chuyện đó, bạn này sẽ không thích cái chuyện đó, nó hơi mang tính cưỡng cầu một tí, nhưng mà nó không mang tính ép buộc, nhưng mà nó là một cái thứ ép buộc vô hình á. Nói chung cái tình yêu hạt dẻ của bạn này á, bạn nào nghĩ nó ngọt thì nó sẽ ngọt á, nhưng mà nó sẽ không phải ngọt như mía lùi đâu nha, nó sẽ là ngọt dịu, ngọt thanh, nó ngọt như kiểu organic á, chứ không phải ngọt như nước mía, ngọt như mật ong á, ngọt ngọt một cách rất là nhẹ nhàng ha. Và bạn này cũng là một người rất là độc lập. Bạn này có The Magician, nên năng lực của bạn này, tính cách của bạn này, cách yêu của bạn này, nó luôn luôn có một cái sự gọi là quyết đoán trong đó. Giống như mình nói, trong câu chuyện giữa bạn với bạn này, hai bạn gặp nhau, hai bạn tiếp xúc với nhau, bạn này sẽ rất là rõ ràng. Nhưng mà bạn này cũng sẽ rất là để một khoảng cách hoặc là giữ một cái chừng mực nào đó với bạn. Tức nghĩa là khoảng cách của bạn đó, thói quen của bạn đó, sở thích của bạn đó, những cái gì bạn đó mong muốn làm và những cái gì bạn đó mong muốn phát triển hoặc là định hướng, bạn đó vẫn sẽ luôn giữ cái quan điểm đó, chỉ là giống như là trong thế giới của bạn đó có thêm bạn. Dĩ nhiên ở đây mình đừng có câu nệ quá cái chuyện gọi là trong thế giới của ai đó có bạn hay không ha. Tức nghĩa là ai cũng sẽ có một cái thế giới riêng, nhưng mà giống như người ta bỏ bạn vô với người ta không bỏ bạn vô vậy đó. Nhưng mà kiểu giống như là bạn này muốn bạn cũng có một cái thế giới riêng, và giống như nãy mình nói bạn này có ba tiền, tức nghĩa là bạn nó dẫn đi vô cái thế giới riêng của bạn, bạn cũng đi vô cái thế giới riêng của bạn đó. Nhưng mà kiểu giống như chúng ta có những cái thế giới riêng và giống như ba cái vòng tròn giao nhau thì nó sẽ luôn có một cái gọi là hai cái điểm giao á, thì bạn này muốn nó như vậy, chứ bạn này không muốn kiểu giống như là mạnh ai nấy sống đời ai nấy lo ha, tại vì vốn dĩ năng lượng của bạn này đã rất là độc lập rồi ha, tại vì không cần magician là bạn này cũng đã độc lập sẵn rồi. The hybrid, the Hypertrust, four stone là bốn tiền và Queen of Stone nữ hoàng tiền. Bài của hai bạn á, quen nhau, cái tình yêu hạt dẻ của hai bạn, mình thấy hai bạn quen nhau ở cái thời điểm á, khá là hai 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 bạn khá là trưởng thành rồi, cứng hết rồi, hai bạn khá là, mình nghĩ hai bạn quen nhau ở một cái thời điểm mà thật sự hai bạn đã là một cái phiên bản mình nghĩ tương đối ok, tức nghĩa là cuộc sống rồi gặp nhìn tư duy, công ăn việc làm, mình nghĩ mọi thứ, ngay cả học vấn luôn á, mình nghĩ nó đã vào một cái guồng hết rồi. Mình nghĩ cái này không sớm được đâu, mình nghĩ hai bạn chắc phải ra trường rồi, chứ mình không nghĩ hai bạn còn yêu ở trong trường đâu, trừ khi là hai bạn có những cái hoạt động đội nhóm đồ nhiều ở trong trường, tham gia mấy cái tổ chức á, thì mình nghĩ ok. Chứ còn mà nói mà tình yêu này là tình yêu thời học sinh đồ là mình nghĩ khó lắm, tại vì thứ nhất là mình thấy hai bạn rất là bận. Cái thứ hai nữa là cái tình yêu hạt dẻ này nó sẽ dựa trên một cái cảm xúc, một cái cảm xúc của sự tin tưởng. Tại vì mình không có cảm thấy hai bạn kết nối được với nhau nhiều về về mặt gọi là xúc chạm. Xúc chạm ở đây ý của mình là mình không thấy hai bạn tương tác với nhau được nhiều. Khi mình nhìn vô đây nè, mình thấy hai bạn giống như hai cái thế giới vậy đó. Nói thì nghe hơi mắc cười nha, nhưng mà mình tưởng tượng, mình lấy ví dụ như bạn cho bạn hiểu, giống như đây là cái nhà, đây là cái nhà, hai đứa cách nhau con sông vậy đó. Thì nếu mà bạn nào ở nhà mà kiểu mà cách sông á, bạn bạn sẽ hiểu nó không có đơn giản, muốn đi qua là phải đi qua cầu á. Thì bây giờ dù mình đứng ở bên đây sông mình có thể thấy bạn, nhưng mà nó không có gần, rất là xa. Nó con sông là cho dễ hiểu ha. Tại vì mình cảm giác giống như là
kiểu giống như bạn có, giống như nãy mình nói, bạn này bạn là một vòng tròn, họ là một vòng tròn, và hai bạn chỉ giao nhau ở một cái vòng tròn thứ ba, và bạn kẻ ba cái vòng tròn ra, bạn sẽ thấy là nó sẽ giao nhau ở hai cái khuỷu. Thì hai cái khuỷu đó là những cái gì mà hai bạn kết nối được với nhau. Còn ngoài hai cái khuỷu đó ra thì mình cảm giác một bạn sống rất là hướng nội, thiên về cảm xúc nè, the hybridus, tức nghĩa là có tôn giáo, có tín ngưỡng, có đức tin. Có thể bạn này sống rất là kiểu hơi lành, hơi lành, hơi hiền, sống rất là, nói một trong hai bạn thôi cũng được ha, sống rất là hiền, rất là lành, sống rất là lặng lặng lẳng lặng, hoặc là lặng, nói chung là mọi thứ nó rất là bình 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 bình, tại vì năng lượng của vu cốc hồi nãy nữa, nên mình nghĩ chắc cái lá này sẽ là vu cốc nè. Còn bạn này thì The Queen, nữ hoàng tiền, thì nó sẽ hơi mang năng lượng của The Magician. Thì bạn này thì có thể sẽ là một người năng động hơn, hướng ngoại hơn, vui vẻ hoạt bát hơn. Hai bạn nó hơi kiểu hơi trái dấu nhau một chút á, mình không nghĩ hai bạn cùng dấu đâu. Dĩ nhiên là BDLS thì ở đây mình không mặc định vào, tại vì đối với mình ở đây là cái gọi là cái năng lượng thôi, chứ còn kiểu mà cùng dấu trái dấu ở đây mình không mặc định về giới tính đâu ha. Ở đây có thể là lesbian BD rồi sexual không, chứ người gọi là nói chung là cộng đồng LGBT là có thể vô hết. Tại vì mình cảm giác ở đây cái cảm xúc của mấy bạn á, nó có một cái gì đó mang tính tin tưởng nhiều, tức nghĩa là tôi hiểu người này, tôi tin người này, tôi tôn trọng cái giá trị của người này, và tôi ở cạnh họ bởi vì cái cảm giác của sự tin tưởng và đồng điệu á. Tại vì bốn tiền này nè, nó không cho mình cái cảm giác giữa hai bạn giống nhau nè. Ở đây rõ ràng là ba cục đá ở dưới, xong một cái cục đá ở trên, vẫn có những cái gì đó nó riêng. Và bốn tiền nó là giữ lại cái tôi của mình trong cái mối quan hệ của hai bạn. Mình nói thiệt là nó sẽ không phải là một cái mối quan hệ mà giống như dắt tay nhau đi cả thế giới đâu nha. Không phải kiểu giống như là sáng nay tao đi công viên Thỏ Trắng, rồi ngày mai tao đi Đầm Sen, rồi ngày mốt tao đi Suối Tiên, rồi ngày mốt nữa tao đi cầu Hóng Gió, rồi ngày mốt tao đi ngắm trăng, là không có đâu nha. Mối quan hệ này là nó sẽ rất là bình luôn á, nó sẽ rất là kiểu mình dùng từ lâu lâu thôi nha, nhưng mà lâu lâu không có nghĩa là nửa tháng hay một hay là vài tháng ha. Lâu lâu ở đây tức nghĩa là thỉnh thoảng á, là hai bạn sẽ đi ăn này, đi hẹn hò, đi coi phim, đi uống nước, đi dạo, nó là thỉnh thoảng. Nó sẽ là cái gì đó nó gọi là ngoài thời gian công việc ra, khi mà chúng ta rảnh thì đó là thời gian chúng ta dành cho nhau, bên cạnh cái thời gian dành cho cá nhân. Tức ví dụ như bạn đi bơi, bạn đi gym, bạn học vẽ, học hát, học đàn gì đó, mình tức nghĩa là ngoài những cái sở thích riêng, những cái thời gian còn lại chúng ta sẽ dành cho nhau. Chứ mình không cảm giác hai bạn sẽ dính nhau xài nẹo, xài nẹo, xài nẹo. Và mình cũng cảm thấy hai bạn học và bận rất là nhiều liên quan đến sự nghiệp. Tại vì có The Hybrid ở đây với nữ hoàng tiền, thì hai bạn sẽ rất là hướng vào những cái giá trị mà các bạn cho là đúng. Tức nghĩa là ví dụ như mình là một người có đức tin đi, thì mình sẽ kiểu giống như mình hay đi chùa nè. Giống như người rằm mình sẽ đi chùa, mười một mình sẽ đi chùa, rồi mình sẽ có dành thời gian để mình nghe pháp thoại, rồi mình sẽ đọc những cái sách gì đó liên quan đến tín ngưỡng và tôn giáo, ví dụ như vậy. Thì cái bạn này sẽ là cái kiểu giống như là bạn này sẽ đi học những cái lớp về chuyên môn, về nghiệp vụ, học lên thạc sĩ, rồi học lớp kỹ năng mềm, kỹ năng cứng gì đó. Nói chung là hai bạn nó sẽ có những cái sở thích, những cái đầu đầu vào lẫn đầu ra về cuộc sống nó tương đối khác biệt nhau, và hai bạn cũng không không muốn lôi người kia vào. Giống như ví dụ như giống như nãy mình nói, một bạn thích đọc sách, một bạn không thích, thì mình cũng không muốn lôi bạn vào, bởi vì bạn không thích thì mình lôi bạn vào bạn cũng không hiểu. Và bây giờ giống như mình là một đứa yếu đuối, mình không đi tập gym được, mà bây giờ bạn thích đi tập gym thì bạn có lôi mình theo mình cũng không muốn đi, mình sẽ đi tập yoga ví dụ như vậy. Thì hai bạn nó sẽ rất là riêng, nhưng mà nó chung, nhưng mà nó lại rất là riêng á. Xin chào các bạn trong từ số số 2 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Một tình yêu hạt dẻ của các bạn ha. Để coi tụi hai nó sẽ như thế nào. Hết hồn mới vô tưởng tower cái thôi dẹp luôn. The Devil. Mỗi lần gọi là thấy sấm chớp là trong đầu tự động nhảy tới ô chết rồi tower. Temperance, ba lá ân chính luôn. Tình yêu này có vẻ vui đó. Vui thiệt nha. Trái lại với tụ 1, tụ 2 là một cái tình yêu mà hạt dẻ này chắc nướng hơi khác nha. Nói hạt dẻ nó cho mình một cái cảm giác này nè. Bạn nào mà có đứng gần cái chỗ mà nướng hạt dẻ, bạn sẽ cảm giác sức nóng ha. Là tại vì họ rang bằng cát hay là bằng muối gì đó. Cái thứ hai nữa là nếu mà để lâu á, bạn nào mà rang đậu phộng mà bằng muối á, bạn sẽ biết là để lâu nó sẽ bị khét đậu phộng. Thì cái tình yêu của bạn với bạn này giống như là rang đậu phộng hoặc là rang hạt dẻ vậy đó. Để lâu thì nó khét, mà không rang thì nó không chín. Giống như nếu mà bạn nào mà thử đi luộc hạt dẻ ăn đi thì sẽ biết nó lâu lắm. Thì mình cảm giác là
cái tình yêu của bạn với bạn này nó giống như là một cái câu chuyện tình cảm mà nó cần thời gian để dung hòa. Ở đây có hình ảnh của thiên sứ nè, có hình ảnh của quỷ nè, con quỷ nè, hai bạn sẽ rất là chổi nhau. Nhưng cái chổi này nó sẽ liên quan đến chuyện là nó không phải là hai bạn cãi nhau đâu, nó sẽ không phải tình yêu kiểu giống như chó mèo mà tối ngày go qua mèo đâu. Nó là một cái tình yêu mà mình cảm giác hai bạn rất là hút nhau bởi vì cái sự khác biệt của nhau, và hai bạn tốn thời gian để dung hòa. Dung hòa ở đây không nghĩa là mình khác biệt xong rồi mình dung hòa lại, nó không phải kiểu giống như là anh thích màu trắng em thích màu đen bây giờ mình đổi đồ cho nhau, mà là à em thích màu trắng anh thích màu đen, bây giờ trong tủ đồ của em sẽ có thêm đồ màu đen và trong tủ đồ của anh sẽ có thêm đồ màu trắng. Tức nghĩa là hai bạn học được những cái tốt của nhau và sẽ bớt được những cái xấu của nhau. Tuy nhiên nó sẽ phải tốn thời gian để hai bạn nhìn ra được là tại sao cái đó tốt và tại sao cái đó xấu ha. Tại vì mình cảm thấy ngay từ ban đầu cái tình yêu này nó sẽ không không dễ để đến gần hoặc là để hiểu đối phương. Mình nghĩ là cái tình yêu này nó sẽ giống như là hột điều còn nguyên hạt á, không lộn, hột điều còn nguyên vỏ đó, ăn mà không có bóc cái vỏ nó ra thì nó rất là chát, mà bóc ẩu á, bóc mạnh quá thì nó bể. Tại vì mình cảm giác á, đầu tiên là judgment, rồi xong rồi devil, xong rồi temperance, tức nghĩa là cái mối quan hệ này nó sẽ rất là, mình không gọi nó là căng như dây đàn, nhưng mà tuyệt nhiên nó sẽ không phải là một mối quan hệ nhào vô một cái là xanh cỏ liền, mà là một cái gì đó nó rất là thu hút á. Tại vì vừa judgment vừa devil, tức nghĩa là mối quan hệ này có duyên có nợ, có temperance nữa, tức nghĩa là kiểu gì cũng sẽ dính thôi, không thể nào mà không dính được. Nếu mà mình dịch theo kiểu gọi là ngoan quýt một chút xíu thì mình sẽ cảm giác hai bạn sẽ kiểu chơi tung hứng với nhau, chơi chiêu với nhau rất nhiều. Còn nếu mà dịch theo kiểu gọi là bóng gió đi thì đúng, thì có thể hai bạn sẽ hơi trái tính trái nết với nhau thật, và hai bạn sẽ rất là, ban đầu sẽ rất là cương với nhau. Cương với nhau thì kiểu như chó mèo cũng được, nhưng mà thời gian đầu thôi, thời gian sau nó sẽ đỡ chó mèo hơn. Tại vì mình cảm giác là hai bạn sẽ rất là khác nhau. Có nghĩa là khi mà nói ra những cái gì mà về nhân sinh quan và về thói quen về cuộc sống là hai bạn sẽ kiểu giống như là con này thằng này không phải gu tao rồi đó. Kiểu giống như là như nãy mình không phải như nãy nãy là cô tụ một em. Ví dụ như là bạn là một đứa thích, bạn là thích ở nhà ngủ nướng, bạn bạn là cú đêm, thì bạn này sẽ là gọi là morning person, tức nghĩa là người thích hoạt động vào sáng sớm, dậy sớm tập thể dục rồi đó. Hai bạn sẽ rất khó hiểu được cái logic của nhau. Hai, ví dụ như bạn cái bạn thức dậy sớm thì bạn sẽ nói là thức khuya có hại với sức khỏe, còn bạn thì bạn sẽ nói thức khuya mới tập trung làm việc được, nó ồn ào, nó đỡ ồn ào. Thì mình cảm, gần không nữa hai bạn sẽ là kiểu người, tại vì mình thấy ở đây có the devil và mình thấy có temperance, tức nghĩa là có thể ban đầu hai bạn thu hút với nhau bởi vì những cái bên ngoài thôi. Giống như ví dụ đẹp quá, giàu quá, ngon quá, giỏi quá, hoặc là những cái gì đó nó mang tính gọi là xúc chạm thôi, thơm quá, đi ngang thấy thấy gọi là hớp hồn liền. Nhưng mà những cái đó nó không có đủ để hai bạn kết lại với nhau. Tức nghĩa có thể ban đầu hai bạn quen nhau kiểu là ừ thằng này nó ngon ghê, nó giỏi ghê, nó hay ghê, con này nó thiệt là xuất sắc về ngoại hình, về tính cách, muốn cua thử, muốn quen thử, muốn tìm hiểu thử, tất cả đều bỏ trong chữ thử. Và sau đó nhận ra là không ổn. Nhưng mà temperance tức nghĩa là mình nghĩ là mình vẫn có thể chịu được, chơi được, chấp nhận được. Tức nghĩa là phóng lao phải theo lao, nhưng mà theo nghĩa tích cực hơn chút xíu. Chứ nó không phải kiểu giống như là ừ, lỡ gian chân hoặc là lỡ phóng lao nên mình phải phải gọi là cầm cự hay là cố đấm ăn xôi. Không phải. Tại vì ở đây tức nghĩa là dung hòa được. Tức nghĩa là mình có thể điều chỉnh được, mình có thể hiểu được cái con người đó. Và ở một cái phương diện nào đó mình thấy thích cái người này. Tức nghĩa là ngoài cái chuyện hồi nãy mình nói là về ABC, X, Y, Z, rồi là quyến rũ, rồi quên, hoặc là cảm thấy mê mê mệt mệt đó. Thì temperance tức nghĩa là cho tôi một cái cảm giác là ở bên cạnh người này tôi thấy nó ổn. Ở bên cạnh người này tôi cảm thấy nó yên bình. Tôi cảm thấy nó ok, tôi cảm thấy hợp. Hợp ở đây tức nghĩa là người này giống như ví dụ như hồi đó giờ bạn không có quen được ai mà bạn cảm thấy nó hợp. Chữ hợp này thì mình không giải thích được. Mình chỉ biết là thấy hợp với người ta bằng cảm xúc, bằng cái sự tin tưởng, nhưng mà nó thiên về về cái cảm giác, cảm quan á, chứ nó không phải là về
nó không phải con tim đâu nha. Tức nghĩa là mình chỉ cảm thấy nó là ok thì nó ok thôi nha, chứ không phải là ồ tao yêu thằng này lắm, tao không sống thân thiếu nó được, là không phải đâu nha. Không phải là yêu kiểu kiểu yêu mà sống chết đâu nha. Tại vì The Devil với Temperance là yêu rất tỉnh nha, yêu mà rất là tỉnh luôn á. Judgment tức nghĩa là tao biết không hợp, tao biết có những cái không ok đó nhưng mà tao vẫn quen á, là kiểu giống vậy á, chứ không phải là, nhưng mà tao chấp nhận được cái tính cái nết của nó. Nè bảy gậy nè, thấy chưa, đâu có hợp đâu, chín gậy luôn nè, nhưng mà fix lại được, sửa lại được, đập lại được, bẻ nó ngay lại được. Nè cũng hơi cố đám ăn xôi đó, stand đó, lỡ phóng lao phải theo lao đó, hồi nãy cũng có nói. Đúng là thiệt sự mình thấy cái mối quan hệ giữa tụi hai, à, không phải giữa tụi hai mà là trong tụi hai đó, hai bạn làm cái tình yêu hạt dẻ này nó sẽ kiểu là, ừ nếu mà bạn như hồi nãy mình nói, nếu mà bạn nào có rang đậu phộng với muối á, thì bạn sẽ biết là dễ khét đúng không? Rang rang không đủ lửa thì nó sẽ sống hoài, rang rất là lâu nó không chín. Rang mà dặn lửa lớn á, thì nó sẽ khét đậu phộng rất là nhanh, giỏ đen thùi lùi rồi đen đen thui luôn á, bốc khói luôn á. Còn rang là phải rang từ từ, rang lửa lửa vừa rồi đảo liên tục, không có thể bỏ cái chảo ở trên đó. Thì cái tình yêu của bạn với bạn này y chang như cái mà mình vừa nói luôn. Tại vì mình sẽ cảm thấy hai bạn sẽ tốn thời gian để thử thử rất là nhiều thứ với nhau. Tại vì đầu tiên là 7 ngày là mình thấy vô là quất cái nồi đậu phộng đó, một là khét liệt, hai là kiểu giống như là sống ăn ăn không có được. Xong rồi bắt đầu mới chín gậy, tức nghĩa là chín gậy dịch theo kiểu bình thường là một cái mối quan hệ nó sẽ rất là nhiều khi muốn bỏ nha, nói thiệt là muốn bỏ thiệt á, tức nghĩa là hơi bị quải á. Kiểu không phải là bởi vì mình ghét người ta tới độ mà mình chán không thèm yêu, nhưng mà chín gậy là theo kiểu là nhiều khi thấy kiểu nó sao sao á, kiểu nó không có ổn á. Kiểu giống như là quen nhưng mà cảm giác nó hơi không phải là chán chán trường, cũng không phải chán chê, nhưng mà kiểu giống như là nó không phải là hơi chán chán đâu nha, nó không phải chữ chán mà kiểu buồn chán, mà kiểu à đúng rồi, chán không muốn nói á. Cái kiểu giống như là cái tính cách nó hoặc là cái nết của nó chán tao không muốn nói tới luôn. Nhưng mà kiểu giống như Stan vẫn cố đám ăn xôi, vẫn nhét cái cục xôi vào họng nhai 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 nuốt. Có nghĩa là bỏ thì kiểu cũng hơi tội, hơi thương. Thành ra cứ thương rồi cứ cố gắng gằn mà đi tiếp á. Nhưng mà đi tiếp thì lại thấy người kia rất là dễ thương, rồi lại gán đi tiếp. Thành ra nó kiểu giống như là không bỏ được. Và cứ đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Và mình cảm giác cái tình yêu này nó sẽ, mình cảm giác thôi nha, nó sẽ cần rất là nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Và thiệt ra bài của mấy bạn lên The Temperance là mình thấy nó rất là kiên nhẫn rồi. Và mình cảm giác như nãy mình nói nè, cái tình yêu của bạn bị bẻ gãy nè, tức nghĩa là ngay từ đầu nó bị khớp. Xong rồi có thể mình nghĩ trong quá trình quen và tìm hiểu chắc chắc cũng chia tay chắc cũng vài lần, hoặc là cũng dang dở, chắc cũng sẽ chửi lộn hoặc là lên xuống nhau cũng vài lần. Tại vì 7 gãy với 9 gãy tức nghĩa là một á, là nếu không chia tay chia chân thì cũng cũng căng á, tức nghĩa là cũng đòi đòi chia tay chia chân. Còn nếu không á, thì cũng cãi lộn. Còn không nữa là cũng sẽ đụng chạm nhau một cái gì đó rất là căng, hoặc là mém đứt. Rồi sau đó chín gãy trong cái bộ này là sửa lại. Thì thành ra mình dịch là sửa lại ha. Chứ chứ mình chứ những cái bộ khác thì không có nghĩa là sửa. Nó chỉ có nghĩa là học được từ cái cũ thôi. Thì rút kinh nghiệm á. Ừ, dịch là rút kinh nghiệm á. Thì mình cảm thấy là qua những cái lần rút kinh nghiệm, cái rút kinh nghiệm này thì mình nói trước là mình không biết ai rút nha, tức nghĩa là cả hai cùng rút hay là chỉ một bên rút thôi, tại vì mình không 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 dám chắc trong đây ai đúng ai sai. Nhưng mà có The Devil và có Temperance thì chắc chắn phải có người đúng và người sai ha, và có Judgment nữa, chắc chắn phải có một bên đúng và một bên sai. Nhưng mà thường thì mình thấy là bên sai nó sẽ không có nhận, còn bên đúng thì nó chán không thèm nói, thường là mình thấy như vậy. Hoặc là bên đúng nó sẽ nói rất là nhiều nhưng mà bên sai nó không sủa, chán. Thì mình thấy cái mối quan hệ này nó sẽ có những cái lúc mà hai bên sẽ cảm thấy hơi muốn buông ha. Cái tình yêu này thì nó chắc không không hạt dẻ lắm, nhưng mà tại vì lúc đầu ý của mình hạt dẻ tức nghĩa là một cái tình yêu nó sương sương, nó dễ thương, nó bùi bùi, hạt dẻ hẹn nó bùi, nó không ngọt, nó cũng không có quá gọi là mặn. Nói chung ăn rất là thằng kiểu giống như nó như đậu phộng luộc vậy đó. Nhưng mà bạn nào thích ăn đậu phộng luộc thì mới cảm thấy nó ngon nha, còn không thì sẽ cảm giác nó lạt nhách, sẽ thích ăn đậu phộng rang hơn tại nó giòn. Thành ra ý của mình tình yêu hạt dẻ tức nghĩa là một cái tình yêu mà ăn cảm thấy nó bùi nó ngon, tức nghĩa là phải có gu á, hoặc là ăn vô nó mới thấm á. Tức nghĩa là cái tình yêu này nó phải kiểu giống như là mình cảm giác giống như là
nó sẽ không phải như một cái nó sẽ không phải giống như một cái tô phở. Hôm nay ngán ăn cơm thì ngày mai ăn phở, mà mình cảm giác là cơm là cái thứ mà bạn sẽ ăn dù bạn thích hay không, bạn vẫn sẽ ăn mỗi ngày hoặc là mỗi mỗi tuần, kiểu gì kiểu trong tháng mình cũng sẽ đụng tới. Thì cái tình yêu này nó giống như cái tô cơm á, bạn ăn bạn sẽ thấy nó no, tại vì mình thấy hai bạn sẽ kiểu bước ra nhau thì cảm thấy nhớ, thấy thiếu, giống như thấy con này nó chướng chướng nhưng mà mình giục nó qua một bên, cái mình cảm giác sao thiếu đi cái chướng, nhưng mà mình xê lại gần thì mình thấy nó chướng quá đó, nhưng mà mình cảm giác là khúc sau thì nó sẽ đỡ chướng với nhau hơn, tại vì mình cảm giác hai bạn sẽ để cho cái sự khác biệt đó được yên, hoặc là được để cho đối phương được tự sửa, hoặc là tự nhận thức, hoặc thậm chí cũng không cần sửa. Mình cảm giác hai bạn để cho đối phương có được một cái vùng trời riêng, tại vì mình hay qua tới strength, tức nghĩa là chấp nhận. Nhưng mà strength ở trong cái bộ bài này thì là con voi đang kéo một cái chiếc xe là lá the chariot. Ở trong đây thì không thấy lá đó, nhưng mà đại loại là con voi này nó cũng rất là cưỡng cầu ha, nó kéo cái chiếc xe. Thì mình cũng nghĩ là hai bạn chỉ là những giống như là cái câu gọi là nhìn về tương lai xong rồi mình đi tiếp á, và chấp nhận cái sự khác biệt, chứ mình không nghĩ cái tình yêu này nó sẽ gọi là ngọt bùi thanh ngay từ đầu đâu. Mình cảm giác nó là một cái câu chuyện của một cái tình yêu mà nó cần nhiều cái sự thông cảm ha. Xin chào các bạn, chào tập số 3. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share ra bình luận cho mình ha. Một tình yêu hạt dẻ. Ooh, the sun. Depressed. Tình yêu hạt điều liền, chứ không còn hạt dẻ liền. Đối với tình yêu tụ ba thì tại sao mình nói nó là hạt điều mà không phải hạt dẻ? Hồi nãy tụ một thì hạt dẻ thiệt, tụ hai thì nó là đậu phộng ha. Còn tụ ba này thì chắc là hạt hạt điều. Tại vì đầu tiên á là The Sun với The Impress, hai bạn giống như là mình ví dụ thôi nha. Cái giống như người ta nói luôn, nó là cây thì cần nắng đúng không, mà nắng quá là cây nó héo. Mà ở đây nè, The Sun nè, The Impress là cây nè, nó cho mình một cái cảm giác đó là hai bạn ban đầu á gọi là dính nhau xà nẹo luôn, xà nẹo giống như là kiểu dán sắt vậy đó. Xong rồi bắt đầu dội đạn ra, nhưng mà dội này nó sẽ hơi kiểu là nó ngợp, nó bị 10 gậy, tức nghĩa là nó ngợp. Tại sao mình ví nó là hột điều? Bạn nào mà ăn hột điều á, bạn sẽ biết một điều là gì nè. Ăn thì nó ngon thiệt á, mà nó mắc nữa nha. Nhưng mà ăn nhiều xong nó bị nóng. Và thứ hai nữa là nó ngán lắm. Nó ngán tới độ mà bạn sẽ không bao giờ mà muốn ăn nữa. Mình là đạo hột điều ha, mình rất là thích hột điều. Mình ăn xong mình sẽ bị nóng. Thì cái mối quan hệ này nó kiểu vậy. Tại vì đời sinh tức nghĩa là một cái mối quan hệ mà hai bạn sẽ cảm giác trời ơi, lúc nào kiểu cũng muốn, cũng nhớ, cũng nhắn tin, cũng thật ra nếu không cần nhắn tin thì cũng có thể là lúc nào cũng gọi là nghĩ về đối phương, hướng về đối phương nhiều. Thêm một cái nữa là bị depressed, tức nghĩa là hai bạn đều là những con người thích sự chú ý. Thì mình không cần nhất thiết hai bạn phải xà nịnh với nhau 24 trên 24. Nhưng mà đại loại hai bạn sẽ rất là thích đối phương chú ý về mình. Tức nghĩa là vậy. Ví dụ như mình với bạn quen nhau, bạn sẽ mong đợi là thằng này sẽ nhắn tin cho mình, hoặc là bạn sẽ ngồi đợi mình nhắn tin cho bạn. Nhưng mà chưa chắc mình nhắn nha, và cũng chưa chắc bạn sẽ gọi là nhắn tin cho mình, nhưng mà đại loại là trong thâm tâm mình với bạn đều mong là người kia sẽ nhắn, hoặc là sẽ hỏi thăm, hoặc là sẽ hỏi ngủ chưa, chúc ngủ ngon, hoặc là sáng sớm sẽ là em ơi dậy chưa, ví dụ dậy ăn sáng nè. Hoặc là bạn sẽ rất là thích đối phương chăm chút, hoặc là một trong hai bạn sẽ rất là chăm chút đối phương như kiểu chăm con, giống như là bệnh hả, đi mua thuốc cho, nấu đồ ăn cho, mang đồ ăn sang, đang làm gì, ở đâu, đi với ai, ví dụ vậy. Một cái tình yêu mà hơi kiểu gà mẹ đó, tại vì The Impress thì nó sẽ hơi kiểu bị ngợp, vui lúc đầu thôi nhưng khúc sau nó sẽ ngợp. Giống như là như mình nói, ví dụ như ban đầu bạn sẽ thấy là cái sự nhắn tin hỏi thăm đồ của mình nó sẽ là cái gì đó quan tâm, mình luôn nghĩ về bạn. Nhưng mà bỗng như một ngày đẹp trời, cái tự nhiên mình hỏng nhắn tin nữa, ít hơn một tin nhắn, nhắn ít hơn một tin, sáng đó ngủ quên hỏng nhắn, xong cái tự nhiên rồi luôn, thằng này nó hết tự ủa tự nhiên ngày này nó cũng nhắn, này nó không nhắn, bắt bẻ, giận dỗi, bực bội, khó chịu. Hoặc là kiểu giống như là đang bữa nay cọc, bữa nay hơi bị cọc,
xong cái nhắn tin, mình nhắn tin cho bạn xong bạn bị cọc á, xong cái bạn sẽ nói là bạn sẽ nhắn tin lại thô lỗ, bạn sẽ cọc cằn với mình hoặc là bạn xin. Mình sẽ kiểu uống này bữa nay nó có giận mình gì không, nó có gì không, tức nghĩa là hai bạn bị over cái mối quan hệ lên vì một cái lý do nào đó thôi. 10 gậy tức nghĩa là vì một cái kiểu trời ơi đất hỡi nào đó, có thể là vì nội tình của mối quan hệ là giữa hai bạn với nhau, hoặc là vì ngoại tình của mối quan hệ, tức nghĩa là vì những cái yếu tố bên ngoài, ngoại quan á, chứ không phải ngoại tình á. Nhưng mà đại loại giống như là hai bạn sẽ cảm thấy hơi hơi giống như yêu nhiều thì sướng mà sương nhiều thì yếu không. Nói chung là đại loại giống như là có một cái mối quan hệ mà mình cảm thấy hai bạn nó, tại vì đời sinh nó thì nó cho mình một cái cảm giác là một là một cái người rất là hay vui, hồn nhiên, ngây thơ, vô số tội, và đôi khi sẽ hay dễ làm cho đối phương hay nghĩ vu vơ. Nếu mà bài này mình dịch theo kiểu thoáng chút xíu, tức nghĩa là một người rất là đa tình hoặc là rất là đa đoan hoặc là đa sầu đa cảm. Ở đây không phải đờ xanh, ý mình nói là đờ xanh với điểm red, tức nghĩa là một người rất là hồn nhiên, vô tư và vô số tội. Và đôi khi đối phương còn lại sẽ cảm thấy giống như một mình đang chăm con, hoặc là mình đang cố gắng giữ một cái con ong mà nó bay vòng 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 vậy đó. Và giống như bạn tưởng tượng giống như là ví dụ như bạn là bông hoa mà người yêu của bạn là con ong á, thì bạn sẽ nói giống như là ừ thì tao cũng là hoa tại vì the empress mà, thì nhưng mà xung quanh nó vẫn có hoa tại vì con ong mà nó đi lấy mật, thì xung quanh nó sẽ rất là nhiều hoa, thì có thể bạn này sẽ rất là đào hoa phong nhã, hoặc là xung quanh bạn này có rất là nhiều sự lựa chọn. Và dĩ nhiên bạn là bông hoa thì bạn cũng an tâm là bạn đi impress mà, bạn đẹp, bạn có giỏi, bạn cũng xinh, bạn cũng có quyền, nhưng mà bản chất con ong thì nó sẽ bay vòng 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 vòng, thì bạn cũng sẽ suy nghĩ linh tinh lăng tan 10 gậy mà không kiểu gì cũng nghĩ thôi, thì bạn sẽ cảm giác giống như là ủa thật sự là cái con ong đó nó thích mình bởi vì mình là bông hoa, hay là bởi vì mình là cái người họ thích nên họ mới bu mình. Bạn sẽ hay đặt những cái câu hỏi hoặc là cắt cớ trong cái mối quan hệ này. Thật ra mình cảm giác đôi khi hai bạn tự làm khó cái mối quan hệ. Cái mối quan hệ này mình thấy nó cũng hạt dẻ thiệt, chứ không phải là không hạt dẻ đối với mình. Tức nghĩa là một mối quan hệ nó bùi bùi, nãy mình cắt nghĩa bên tụ hai, là một cái mối quan hệ nó bùi bùi, ăn nó ngon ngon, nó giống như là đậu phộng luộc hoặc là đậu phộng rang, không, đậu phộng luộc hay không có rang nha, nó thơm và nó mềm, ăn nó béo. Nhưng mà kiểu giống như là tại sao mình lại ví của bạn giống như hột điều, là tại vì đôi khi nó cứng, hoặc là đôi khi ăn nhầm cái hột mà nó bị người ta gọi là bị gì ta, bị sùng á, thì ăn nó sẽ rất là thấy ghê. Thì mình cảm giác cái mối quan hệ giữa bạn với bạn này nó sẽ hơi kiểu hơi ngọt, hơi bùi, nhưng mà đôi lúc tự nhiên cảm giác nó ngọt nó bùi quá, cái tự nhiên mình bị ngán. Nhưng mà hai bạn ngán ở đây thì hai bạn không có kiểu giống như là gọi là ông ăn chả bạn nêm, mà nó ngán tới cái độ mà nhiều khi mình chỉ muốn có thời gian riêng, nó hơi bị thiếu đi những cái thời gian riêng, nó không giống như tụ một. Mối quan hệ này nó hơi bị gọi là codependent, tức nghĩa là một mối quan hệ nó hơi bị phụ thuộc và lệ thuộc cảm xúc vào nhau nè, ba cốc mà đó, mới nói tower luôn. Hồi nãy tụ hai mình tưởng tower, ai ngờ không, tụ ba lên tower nha. Ê tụ này nãy tụ hai cũng có nói thiếu lá the chai đó, cái nó lên tụ ba. Cái tình yêu hạt dẻ của tụ ba ba cốc nè, ban đầu có thể hai bạn cảm thấy đối phương là một cái gì đó mang tới niềm vui, hoặc là mang đến những cái gọi là giống như tình yêu định mệnh, nó rớt vô đời bạn, hay nói vậy cho nó dễ hiểu. Giống như gặp bạn này cảm thấy cuộc đời mình bỗng bỗng vui á, nhưng mà tự nhiên yêu xong cái tự nhiên cảm thấy cuộc đời nó bớt vui đi nhiều. Nhưng mà nó không phải là, mình nói theo kiểu vậy, không phải là bạn này tới để làm cái gì bạn, nhưng mà mình nghĩ có thể ở một cái thời điểm nào đó hai bạn sẽ cảm thấy cái tình yêu này nó quá là ngột ngạt. Và the tower ở đây mình không biết là hai bạn có chia tay chia chân tạm thời hay không, nhưng mà mình nghĩ có thể một cái thời điểm nào đó hai bạn sẽ cảm thấy hai bạn muốn dừng lại, vì hai bạn cảm thấy hai bạn muốn để cho bản thân mình coi lại cái tình cảm này thực sự được định nghĩa là gì. Tức nghĩa là mình nói là ngay từ đầu hai bạn là một người the sun và một người là the empress, hai người đều có những cái giá trị nhất định, đều có những cái hào quang của riêng mình, và có hương có hoa. Giống như mình nói ong thì không hoa này thì cũng hoa khác, và bạn là một bông hoa thì bạn cũng không có ong này thì cũng con ong khác. Ở đây mình không nói là hai bạn kiểu giống như là câu đối phương chỉ là một sự lựa chọn của nhau, nhưng mà ý mình nói là nó có một cái gì đó, nó giống như người ta nói là yêu nhau sớm
yêu nhanh á, yêu vội á, thì nó sẽ thiếu bền á. Thì ở đây mình cũng không nói hai bạn là yêu nhau mua xét đánh đâu, mình không nghĩ tình yêu hai bạn là tình yêu xét đánh đâu, nhưng mà có thể là giai đoạn đầu á, nó bị một á, là hai bạn đến với nhau ở một cái thời điểm hai bạn không ổn ổn lắm, tức nghĩa là Ba Cốc và The Tower, tức nghĩa là chán quá nên quện vào nhau yêu nhau. Còn nếu không như nãy mình nói The Sun với The Impress, tức nghĩa là nhào vô cái dính liền, nó thiếu đi cái quá trình tìm hiểu, nó thiếu đi cái quá trình gọi là sao ta, kiểu giống như là dating, nó quá trình mà kiểu giống như là mình cò cưa. Nhưng mà the chair đó tức nghĩa là hai bạn cảm thấy là vẫn đi được với nhau, kiểu cũng cũng ok cũng được, tức nghĩa là cũng có những cái lúc nó vui nhưng mà cũng có những lúc cảm thấy không có vui, nhưng mà nó sẽ không có giống năng lượng của tụi hai nha, khác nha. Tụi hai tức nghĩa là không có bỏ nhau được, vương vấn, cảm thấy thiếu, cảm thấy nhớ. Còn hai bạn thì nó sẽ không có nhớ, nó sẽ không có thiếu, mà là kiểu giống như là mình chấp nhận được và mình thấy kệ cũng được, tức nghĩa là nó hơi mang tính miễn cưỡng nha. Tụi hai không có miễn cưỡng nha, tụi hai là kiểu chướng thiệt, trái tính trái nết với nhau thiệt, nhưng mà người ta thương nhau thiệt. Còn tụi này thì nếu mà nó không thương thì không đúng, tại vì thiệt ra là có Ba Cốc mà, nhưng mà nó hơi kiểu là bạn á, nó hơi kiểu tình bạn á, tình thương mến thương á, nhưng mà nó đỡ tower, tức nghĩa là có những cái không không không, không ổn. Kiểu giống như ví dụ như là mình không đủ kinh nghiệm về cái này, nhưng mà mình lấy một cái ví dụ không chắc là sẽ đúng, nhưng mà đại loại giống như ví dụ như là có những thứ bạn sẽ không chấp nhận về cái quan điểm sống của đối phương và bạn không không thấy thích về điều đó. Nhưng mà tụ hai thì nó sẽ kiểu giống như là ở thông cảm, nó sẽ kiểu mặc kệ, nó sẽ để cho đối phương tự nghiền ngẫm và tự điều chỉnh hợp rồi đi tiếp. Còn tụ của bạn với bạn này nó sẽ thiếu đi cái sự hòa hợp luôn, kiểu giống như là tao thấy cái này tao với mày dung hòa với nhau không được, nhưng mà tao nói mày không he và mày nói tao cũng không nghe, nhưng mà tao không thích cái điều đó ở mày và mày cũng không thích cái điều đó ở tao. Ừ vậy đó, thì bây giờ làm sao? Nhắm mắt bỏ qua, nhắm mắt làm lơ, nhưng mà rõ ràng cái cục lơ đó vẫn còn ở đó mà, cái gai nó vẫn còn thốn mà. Nhưng mà kiểu giống như là mình thừa biết bạn có điểm yếu đó, hoặc là mình thừa biết bạn có cái vấn đề ở chỗ đó, nhưng mà nói bạn không có nghe, nhưng mà bây giờ sửa bạn thì không được, thì giờ làm sao? Thì tức nghĩa là hai bạn thấy được những cái vấn đề đó, nhưng mà hai bạn đều share đó, tức nghĩa là hai bạn lơ lơ bỏ qua rồi đi tiếp và cái vấn đề nó vẫn còn ở đó. Nhưng mà tình yêu này thì mình vẫn cảm thấy hai bạn vẫn đi tiếp được, tại vì 10 gậy mà, 10 gậy tức nghĩa là cố đấm ăn xôi, 10 gậy tức nghĩa là vẫn gánh được, vẫn gồng được, vẫn đi được với nhau. Giống như mình nói, ăn hột điều cũng ngon, ăn hạt dẻ cũng ngon, ăn đậu phộng cũng ngon, nhưng mà ba đó thứ đó đều giống nhau hết, ăn nóng thấy mồ. Nhưng mà kiểu giống như lâu lâu cũng thích, giống như đậu phộng rang chứ không thích đậu phộng luộc. Hạt điều thì cũng có thể là bơ hạt điều, cũng có thể là hạt điều lộn hột, cũng có thể là hột điều rang muối, cũng có thể là hột điều còn giò. Còn hạt dẻ thì mình không biết nha, hạt dẻ thì mình chỉ biết nó hạt dẻ, chỉ biết luộc, không phải biết luộc mà mình chỉ biết rang muối thôi. Thì ví dụ như trong cái món ăn của mấy bạn vậy đó, mình cảm giác nó bị ngán, nhưng mà bây giờ hai bạn thêm gia vị vô thì đứa thích ăn ngọt mà đứa thì không thích ăn ngọt, đứa ăn mặn chát mà đứa không thích ăn mặn, thì mình thấy cái tình yêu này nó hơi bị không biết làm sao, không biết làm sao hết, nhưng mà mình cảm thấy hai bạn vẫn đi chung với nhau được ha, mình không thấy vấn đề. Thì cái câu chuyện của mấy bạn nó là như vậy.